Xin chào các bạn, mình là Lê Văn Lộc và hôm nay mình lại làm một cái video, và cái video này nó nói về một cái chủ đề đang rất là nhạy cảm, đang rất là nổi cộm và đang rất là và có rất nhiều người đang thắc mắc và đang mông lung không nắm rõ về cái vấn đề này. Đó là vấn đề ngày thứ bảy, ngày chủ nhật, ngày Sa-bát và vấn đề biệt riêng ngày thờ phượng ra ngày thánh là như thế nào. Ước mong rằng những gì mà Lộc nói sắp tới đây thì nguyện Chúa sẽ sử dụng quyền năng của Ngài để giúp các bạn mở lòng, giúp các bạn có một cái tâm trí mềm mại để đón nhận nó. Cảm ơn Chúa. Thì vấn đề nhất mà Lộc muốn nói đó là điều răn thứ ba mà Chúa dạy con người, đó là các ngươi hãy biệt riêng ngày nghỉ đặng làm ra ngày thánh. Và đây là câu kinh thánh mà rất nhiều người giảng về chủ đề thờ phượng ngày chủ nhật thường lấy ra để nói, và điều răn thứ ba này dành riêng cho người Do Thái. Trên thực tế thì người Do Thái đặc biệt riêng này nghĩ là đã làm ra ngày thánh ấy, thì họ biệt riêng từ 6 giờ sáng đến 6 giờ tối, họ không làm ăn gì cả và họ thờ phượng từ tầm đấy đến chiều. Còn thực tế ra các mục sư dạy là phải biệt riêng ngày chủ nhật ra làm ngày thánh, hay phải biệt riêng ngày thứ bảy phải làm ra ngày thánh, thì thật ra thì rất hiếm một thánh làm được cái việc là thờ phượng từ 6 giờ sáng đến 6 giờ tối. Cái việc này rất là khó làm cho rất là nhiều người, và rất nhiều người lại cực đoan là nếu như không thờ phượng từ 6 giờ sáng đến 6 giờ tối thì anh em không được cứu vào thiên đàng. Thì đó là một nghĩ rằng đó là một cái chân lý sai. Trong kinh thánh Chúa Giêsu cải đạo thì Chúa Giêsu không nói rằng nếu các ngươi không thờ phượng vào ngày Sa-bát tin ta rồi các ngươi không thờ phượng từ 6 giờ sáng đến 6 giờ tối thì các ngươi sẽ không được cứu. Và Chúa Giêsu nói với người đàn bà Samari là các ngươi phải thờ phượng Ngài bằng tâm thần và lẽ thật. Chúa quan trọng cái nhất là tâm thần lẽ thật, và Chúa cũng nói rằng là ta cần tấm lòng chứ ta không cần của lễ. Thì nó nghĩ rằng là cái thời gian hay là anh em dành cả ngày hay là dành thứ bảy hay chủ nhật cho Chúa hay là dâng như nào thì đấy nó chỉ là một dạng của lễ thôi, nó như là một cái điều luật và một cái luật lệ. Và anh em biết rằng trong luật lệ mà không có tấm lòng thì điều đó cũng chẳng có ích gì với Chúa. Đối với Chúa Giêsu, Chúa cần tấm lòng, Chúa cần tấm lòng vô cùng hơn là cái của lễ là phải thế này phải thế kia. Thì cái vấn đề mà nói là phải biệt riêng ngày ra ngày thánh ấy, Chúa không bắt ép ta, bởi vì Chúa cần tấm lòng. Trong một ngày các bạn dành ra 1-2 tiếng các bạn thật sự để ra tấm lòng cho Chúa thì là Chúa đã ban chúc phước rất là nhiều. Và có người thì đỡ cực đoan hơn, người ta nói rằng là anh em phải thờ phượng từ 6 giờ sáng đến 6 giờ tối thì anh em sẽ được phước hơn là chỉ thờ phượng một buổi sáng hay là thờ phượng một buổi chiều mà thôi. Thì nó nghĩ rằng là điều này không có một cái câu kinh thánh hay một cái sự thật chứng minh nào cả, không có sự thật trên câu kinh thánh nào chứng minh. Thì cái vấn đề thì đọc quả quyết lại là thờ phượng từ 6 giờ sáng đến 6 giờ tối và thờ phượng một nửa buổi sáng hay một nửa buổi chiều, cái đó không liên quan đến sự cứu rỗi, mà liên quan đến sự cứu rỗi là tấm lòng của anh em. Và vấn đề thứ hai là được phước ít hay được phước nhiều không liên quan đến thời gian thờ phượng, là bao lâu thầy em thờ phượng bao nhiêu, anh cầu nguyện kiêng ăn bao lâu, anh em nhóm nghiệp bao lâu, không quan trọng. Quan trọng là tấm lòng, đó là liên quan đến sự cứu rỗi và liên quan đến sự chúc phước của Chúa. Đó thì vấn đề thứ nhất, nên anh em đừng sợ là người ta giảng là phải biệt riêng là ôi cả ngày đấy không làm ăn gì. Có rất nhiều người cực đoan là buổi sáng thì thờ phượng Chúa về xong rồi buổi chiều thì ở nhà, nhưng mà họ nhất định họ không làm gì, thế cho nên mà quá cực đoan. Rồi là buổi chiều họ ở nhà, rồi là có những người thì phải quan niệm là buổi sáng phải nhóm một thánh này, buổi chiều phải đi kiếm một chỗ khác để nhóm, thì mình thiêng như nghĩa thánh hơn không? Đọc những cái vấn đề đó nó không quyết định tất cả mọi thánh linh, tất cả mọi tâm lòng của bạn. Đấy là thứ nhất. Vấn đề thứ hai là rất nhiều người thắc mắc là thứ bảy hay là chủ nhật là ngày Sa-bát. Thì theo nghiên cứu kinh thánh ấy, thì ngày Sa-bát là ngày thứ bảy chứ không phải là ngày chủ nhật. Nhưng tất cả các hội thánh trên thế giới 99% là thờ phượng vào ngày chủ nhật và sáng chủ nhật, bởi vì Chúa Giêsu sống lại vào sáng ngày chủ nhật. Nhưng luật pháp mà Chúa ban cho người Do Thái là thờ phượng vào ngày thứ bảy, không phải ngày chủ nhật. Và rất nhiều người cực đoan thì nói rằng là người thờ phượng ngày chủ nhật mà người tà giáo và người khác ấy, và
là người chủ nhật nghe thấy điều đấy thì lại nói với người thứ bảy là anh thờ phượng ngày thứ bảy mới là Phật giáo. Thì thật ra Lộc nghĩ rằng thờ phượng ngày thứ bảy hay ngày chủ nhật đều không phải là tà giáo, bởi vì tất cả đều thờ phượng Chúa bằng tâm thần lẽ thật thì không ai là tà giáo cả. Nhưng cái vấn đề là chúng ta quá cực đoan là chúng ta phải thờ phượng vào ngày thứ bảy, phải thờ phượng ngày chủ nhật. Trong Kinh Thánh không chép rằng các ngươi không thờ phượng ngày Sa-bát là thứ bảy thì các ngươi sẽ xuống địa ngục. Khi mà Chúa Giêsu giảng đạo